Dạ vâng, xin chào anh em đam mê chơi PCB. Shop tiếp tục giới thiệu cho bác về cái mẫu. Đây là những cái mẫu laser các bác nhé. Những mẫu laser anh em sử dụng khá là nhiều đấy. Nên trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu và báo giá công khai cho anh em nhé. Loại laser đắt có, rẻ có, quan trọng là anh em thích cái mẫu nào các bác nhé. Đấy, bác cố gắng theo dõi hết video để cân đối được khả năng tài chính. Em giới thiệu được mẫu nào em sẽ báo giá công khai cho em luôn nhé. Đây, đầu tiên em giới thiệu cho bác cái mẫu laser rẻ nhất bên em đang bán cho bác nhé. Đây là mẫu laser ống này, mẫu laser ống dùng pin cúc áo các bác nhé. Đấy, mẫu laser ống dùng pin cúc áo, cái này có dây 11 và dây 20. Đấy, cái này nó chỉ có kẹp dây, kẹp nòng cũng có. Ví dụ bác nào thích lấy kẹp nòng bảo em đổi kẹp dây sang kẹp nòng cho bác nhé. Đấy, cái laser ống này thì em báo giá công khai cho bác cái mẫu này rẻ nhất trong các loại rồi nhé, không có cái loại nào rẻ hơn đâu các bạn. Đấy, vì rẻ hơn nữa thì các bác chỉ mua cái đồ chơi trẻ con thì nó rẻ hơn nữa nhé. Cái này về để anh em chơi. Con này giá là 150.000 nhé. Laser ống giá 150.000 dùng pin cúc áo này. Đấy. Còn là cao cấp hơn một chút thì em nên cho bác cái mẫu laser đầu đạn đấy. Các bác nhìn nó giống cái đầu viên đạn không? Đấy, quá giống đúng không? Đấy. Cái mẫu laser này thì có thể nói là đang làm mưa làm gió trên thị trường các bạn. Đấy, vì sao? Vì cái mẫu này anh em sử dụng khá là nhiều nhé, mà dòng tầm tiền nó hợp lý đấy. Tất cả các sản phẩm ngày hôm nay các bác mua hai laser trở lên sẽ được tặng miễn phí một quả pin nhé. Đấy, đấy là quyền lợi của anh em, quả pin này trị giá 50.000 đấy. Bên em chi ân khách hàng khi các bác mua nhiều nhé. Đây là cái mẫu laser đầu đạn này, cái này có kẹp dây, ở trong này có một cái kẹp nòng nữa các bác nhé. Đấy, có sạc, có đuôi chuột đầy đủ nhé. Đây em báo giá cho bác tia xanh nhé. Đây bây giờ ví dụ các bác nào chơi, ví dụ mình chơi ban ngày thì mình nên lấy tia xanh đấy, vì ban ngày các bác dùng tia xanh là nó chiếu được xa đấy, còn tia đỏ thì để các bác chơi đêm nhé. Đấy, chứ còn tia xanh thì các bác đêm các bác chiếu thì nó cũng được, nhưng các bác chiếu vào cái mục tiêu của mình nó sẽ bị lóa, nó sẽ bị chói các bạn. Đấy, con này tia laser đầu đạn màu xanh nhá, giá là 320.000, đã bao gồm phí đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, còn đây cũng laser đầu đạn nhé, phụ kiện thì cũng như con xanh thôi nhé, nó khác mỗi cái tia sáng phát ra màu đỏ các bác nhé. Đấy, cái nào màu đỏ các bác chơi đêm nhé, ví dụ chơi đêm các bác soi cái tia đỏ này rất chi là đẹp và hợp lý nhé. Con này thì giá là 280.000 nhé. Đây, ra xem đây này, con này là 280.000 các bác nhé. Đấy, 280.000 laser đầu đạn màu đỏ này, các bác nhìn này, xịn chưa, quá là xịn đúng không. Đây mất nhá, 280.000 laser đầu đạn màu đỏ các bác nhé. Đấy, còn bác nào muốn lấy con này ví dụ cường độ ánh sáng nó mạnh hơn này, thì các bác có thể tham khảo sang cái con laser ống to nhé. Con laser ống to này cũng đầy đủ kẹp dây, kẹp nòng cho anh em nhé. Có dây 11, dây 20, kẹp nòng có đuôi chuột, có sạc nhé. Con này thì em báo giá công khai cho các bác nhé. Laser ống to nhé, tia đỏ này 320. Đấy, con này tia xanh thì nó cũng phụ kiện giống con tia đỏ kia nhé. Đấy, tia xanh các bác nhìn này, cường độ sáng con này cực kỳ lớn nhá, cao nhá, rất chi là khét. Đấy, cái này thì giá 350.000 laser ống xanh nhá. Đấy, ví dụ các bác thích hầm hố, cái này chống nước nhá, chống nước, chống va đập thì giá nó cao hơn một chút, còn các bác muốn nhỏ gọn các bác có thể tham khảo qua những mẫu trên này nhá. Đấy, đây ví dụ bác nào muốn kính bắn nhanh, kính bắn nhanh có nhá, kính bắn nhanh thì con này kính bắn nhanh, cái mẫu này là giá 400.000 các bác nhé. Kính bắn nhanh Redot này 400.000, có tia xanh tia đỏ, kính bắn nhanh các bác dùng thì ối rồi ôi sướng luôn các bác nhé. Đấy, mà giá cũng chỉ có 400.000 thôi, giá không đắt các bác nhé, cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Đây, ví dụ bác nào muốn cao cấp hơn thì các bác có thể tham khảo sang cái mẫu laser đại bàng nhé. Laser đại bàng này tia đỏ này, mà các bác dùng đêm nhé, dùng đêm thì có đèn này, các bác nhìn này, đèn siêu sáng luôn. Đấy, các bác nhìn này, khét chưa, quá khét đúng không. Cái này rất chi nhiều chế độ sáng nhé, có dây 11, dây 20, tia đỏ để anh em chơi đêm nhé. Đấy, các bác nhìn này, cái này thì giá là 430.000 các bác nhé. Laser đại bảng tia đỏ 430.000. Đấy, còn nếu các bác nào muốn mình đi chơi ban ngày thì các bác có thể lấy sang những cái mẫu laser ống màu xanh như này. Đấy, vì ban ngày thì mình sẽ không cần đèn pin, ban đêm thì mới đèn pin nhé, mà ban đêm thì các bác thường dùng tia đỏ thì các bác mới chơi đêm được. Đấy, em báo giá lại nhé. Kính bắn nhanh là 400 này, laser con này là laser ống bé các bác nhé, là 150 này, tia đầu đạn tia xanh 320, tia đỏ là 280. Đấy, còn con laser ống to này tia đỏ là 320, tia xanh 350, laser đại bảng có đèn pin, giá là 430.000 các bác nhé. Đấy,
Thì các bác xem video, các bác thích cái mẫu laser nào thì các bác nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại anh em.